Xin chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bàn mà liên quan đến vấn đề chấp bàn phím. Vì tình trạng của khách hàng là máy này là bị tình trạng khi dùng nó chập bàn phím thay bàn phím khác cũng vậy. Thì thường khi mà chập bàn phím thì từ IO đến cái socket kết nối bàn phím nó có vấn đề. À, như con này thì bọn mình xin tháo lên ra để quan sát mọi thứ vẫn rất là ok. Thì cái máy này vấn đề nó là từ bàn phím này đến IO ấy thì nó kết nối với nhau, ngoài ra chỉ có hai chân từ bàn phím này đi lên cái công tắc, đi lên cái qua cái chấu cắm này, đi lên cái bo điều khiển tắt âm thanh và cái nút để bật công tắc wifi này. Thì chính là hai cái nút này mà ở đây nó trần như nhộng như này. Khi mà nó cắm vào trong này thì nó chạm vào cái mép của ổ DVD. Cái này gây chập nên bàn phím nó cũng bị chập. Bây giờ từ lúc mình dán lại như này thì nó không bị nữa. Đấy. Thì các bạn lưu ý là những cái máy mà liên quan bệnh chập bàn phím ý, loạn bàn phím ấy, thì chúng ta ngoài cái vấn đề chúng ta xem là từ IO đi đến chân bàn phím này nó còn đi đâu nữa không. Nhiều trường hợp là từ bàn phím này giống như con Soli EA EB cũng vậy, từ chân bàn phím này nó đi lên trên cái vỉ kích nguồn, thì ở trên đấy nó có mấy cái con tụ lọc nó bị dò, nó cũng gây ra cái lỗi chập bàn phím như vậy. Đấy, ở trên con Soli EA thường là cái lỗi là gọi là cái lỗi loạn key, gọi ấn A ra O đấy. Đấy thì ở trên con này là do hai cái chân bàn phím nó ăn lên đây để điều khiển hai công tắc wifi và nút tắt bật âm thanh, khi mà nó chạm vào cái mép này cũng gây ra cái lỗi bị chập key. Đấy, ở đây con này là con HP 450G2. Vâng, xin chào các bạn.